Xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy và Minh Huy đây cả nhé. Thứ hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2022 và em Huy xin tiếp tục đưa đến cho quý anh chị những sản phẩm với mức giá cực kỳ tốt và sản phẩm với chất lượng tốt, mức giá tốt cả nhé. Thì hôm nay là ngày 19, ngày mai là ngày 20 tháng 11 rồi. Thì nhân dịp 20 tháng 11, em xin chúc các anh, các chị cũng như các thầy, các cô làm nghề giáo có thật là nhiều sức khỏe và tiếp tục với sự nghiệp trồng người quý anh chị nhé. Thì tất nhiên là hôm nay em sẽ miễn ship cho tất cả quý anh chị làm nghề giáo quý anh chị nha. Và đấy là một cái gọi là cái khả năng hỗ trợ trong khả năng của em rồi. Và em chúc quý anh chị là luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp của mình. Rồi, thì sau đây em xin phép giới thiệu cho quý anh chị những sản phẩm rất là hấp dẫn ở đây cả nhá. Mình cùng xem cái mức giá nó từ mấy trăm nghìn thôi là có máy rồi. Thì quý anh chị đặt hàng thì em Huy ship CD toàn quốc nhé, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Có nghĩa là gọi là nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái đấy ạ, mới thanh toán nhé. Đặt hàng thì dễ thôi, quý anh chị liên lạc trực tiếp với em Huy theo số điện thoại là 0933 600 386 giúp em Huy cả nhé. Thì em Huy sẽ là nhận thông tin của quý anh chị và gửi hàng đến tận nơi quý anh chị kiểm tra hàng như em Huy quảng cáo thì mới thanh toán. Đầu tiên thì em xin phép giới thiệu là hôm nay em có một cái sản phẩm có tên là đồng hồ Apple Watch cả nhé. Đây, con này là Apple Watch Series đem che gọi là. Thật ra thì về cài đặt cơ bản thì cũng không có gì đâu. Con này thì cũng không có gì để mà phàn nàn cả. Máy móc thì ok nhá. Con này là Series 4 cả nhá. Series 4 40mm. Em thì em dùng cái size nó vừa vừa thôi. Thì do không có nhu cầu sử dụng nữa nên là em bán cho quý anh chị. Thì em xin phép em mở ra nhá. Đấy, không có nhu cầu sử dụng nữa thì em bán lại thôi. Trước này về cơ bản thì em thấy là tổng quan thế này. Nói màn hình thì cũng còn tương đối đẹp nhá. Cái này là zin nguyên máy này, zin nguyên máy này. Về các bạn thì màn hình cũng còn tương đối là đẹp, không có bố, không có lưu màu gì cả, không đốm gì cả nhé. Đấy, em bật cái chế độ đèn pin lên cho quý anh chị đã, nền trắng này. Thấy rất là đẹp cả nhé, không có ám ố, không lưu màu gì cả nhé. Còn mọi chức năng đều dùng bình thường. Về tổng quan thì khung viền vẫn còn tương đối là đẹp cả nhé. Màn thì đã dán rồi, nhưng mà có sức nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà đã dán rồi cả nhé. Tổng quan em thấy là còn tương đối đẹp này, mức giá thì tất nhiên là sẽ hấp dẫn trong thị trường rồi. Đợi em nói một chút, con này là đồng hồ Apple Watch Series 4, phiên bản của chiếc này là bao nhiêu nhỉ? 40mm quý anh chị nha, 40mm thì em sẽ vào cài đặt một chút nhé. Cài đặt này, giới thiệu này. Đấy thì con này đang chạy là, đây số máy là, kiểu máy là A1977 này, số series này. Đấy, ứng dung lượng là 16GB này. Khả dụng là 11,64GB này. Đấy, Apple Watch nhé cả nhà nhé. Series 4 40mm. Thì con này là full box cả nhé. Full box thì có gì ạ? Đầu tiên là có một cái quai em mua thêm này. Có bộ đế sạc zin này. Cùng với đó là gì ạ? Là một cái hộp thôi, một cái hộp bên trong nhé. Hộp thì sẽ có chỗ đựng để mà đựng quai cũng như đựng đồng hồ. Ngoài ra thì sẽ có một cái bộ quai này. Bộ quai này là bộ quai đây, bộ quai nguyên bản của đồng hồ luôn cả nhà nhé. Đấy, bộ quai nguyên bản luôn. Thì quai rất là mới và rất là ít được sử dụng này nhá. Em chủ yếu là em đeo dây ngoài thôi chứ cũng không đeo mấy cái dây này. Thì tổng quan là quai này vẫn là quai zin nhá. Đấy, rất là mới và rất là ít khi được sử dụng. Nói chung là rất là ok nhá. Bộ này em để lại cho quý anh chị mức giá là 3 triệu tròn thôi nhá. Giá thanh lý 3 triệu tròn thôi. Quý anh chị có thể tham khảo giá ở khắp nơi khác và để biết xem thử là em bán mức giá này đã hợp lý và hấp dẫn hay chưa. Thì quý anh chị sẽ biết ngay thôi. Và em chỉ có một bộ duy nhất nhé. Bộ này em đang dùng, em thanh lý thôi, không có vấn đề gì để mà phàn nàn cả. Đấy, bộ dây dường như là chưa được dùng luôn cả nhé. Bộ quai thì dường như chưa sử dụng luôn. Do nhu cầu sử dụng thay đổi thôi nên là em bán thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Pin thì vẫn dùng 1,5 ngày cả nhà nhé. Thì vẫn là bình thường, pin vẫn tương đối là tốt đấy ạ. Đấy, thôi, thế này thôi cả nhà nhé. Giá thì hấp dẫn cực kỳ là 3 triệu tròn thôi. Tất cả ở đây 3 triệu tròn. Series 4 40mm cả nhá. Đấy. Chia tay trong nối tiếc. Rồi tiếp tục nào. Hôm nay em sẽ về cho quý anh chị một sản phẩm có tên là Infinix. Lạ hoắc đúng không ạ? Infinix Note 10 Pro. Thì con này có một cái đó là màn hình nó to lên đến là 6.95 inch là gần 7 inch cả nhá. Ngoài ra tần số quét là 90Hz. Thì RAM 8 bộ nhớ 256 mà giá nó rẻ lắm cả nhà. Giá nó 3 triệu thôi. 3 triệu 1. Đấy, em để quý anh chị là 3 triệu mốt nhé. Con này mua mới thì Shopee đang bán là khoảng 4 triệu. Đấy, khách mới mua được mấy hôm luôn đấy ạ. Đấy, qua em để mà giao lưu lên, nâng đời lên máy cao hơn. Thì bên trong máy sẽ có một bộ sạc cáp nhanh 33W này, hỗ trợ sạc nhanh nhé. Nói chung là sạc cáp em thấy rất là chắc chắn này. Bên trong hộp thì sẽ có gì ạ? Đấy, bên trong hộp chả có gì cả, chỉ có cái hộp thôi. Và đựng sạc cáp cũng như phụ kiện là ok rồi đúng không ạ?
Nói chung là máy móc thì về cơ bản thì em sẽ test cho quý anh chị xem luôn cho dễ hình dung nhé. Đây là Infinix cả nhá, Infinix này, Note 10 Pro nhá. Con này bán rất là chạy luôn, quý anh chị biết đấy ạ. Thứ nhất là con chip cũng ok, cấu hình cũng ổn trong tầm tiền, và có thiết kế cũng rất là vừa mắt, hài hòa nhá. Đây thì em cho quý anh chị xem lại, đầu tiên là mặt lưng này. Mặt lưng thì bằng nhựa rồi nhá, nhưng mà cảm giác vẫn khá là chắc chắn và cứng cáp. Rồi, tiếp theo là mặt trước này, màn hình là 6.95 inch nhá. Nói chung là màn hình to và rất là căng tràn, hiển thị thoải mái quý anh chị nhá. 6.95 inch, tần số quét lên đến là 90Hz cả nhá. Camera ấy, thì cam trước đây, nó sẽ có thông số ở đây cả nhá. Thông số in rất là kỹ ở trên hộp này. Cam trước thì đâu rồi, camera thì cam sau sẽ có bộ 3 camera nhé. Bộ 3 camera với cảm biến chính 64 chấm này. Một cảm biến 64 chấm, một cảm biến 16 chấm và hai cảm biến 2 megapixel. Đấy, cam trước là 16 megapixel ạ nhá. Nó chip là qua chip gọi là chip Helio G95, con chip cũng khá là mượt mà trong tầm tiền nhá. Nói chung là con này là vô địch tầm giá rồi. Tầm tiền này mà mua máy mới tầm 4 triệu mua máy mới thì con này là mạnh nhất nhá. RAM 8 này, mở ra cho quý anh chị xem nhá. Máy này là một thương hiệu khá là mới ở Trung Quốc. Đây, bộ nhớ này, dung lượng là 256GB nhá. Còn lại là 241GB lưu trữ thoải mái nhá. RAM sẽ là 8GB, còn lại là 5.07GB. Nói chung là cấu hình thì ok đấy ạ. Và dùng em thấy cũng mượt mà, không có thấy đơ giật gì cả. Camera cũng chụp tốt ở mức vừa phải cả nhá. Khách mới mua được khoảng 10 ngày thôi. Đấy, khách mới mua 10 ngày thôi thì em để quý anh chị giá là 3.1 triệu cả nhá. Xiaomi Redmi Note 10 Pro cả nhá, rất là hợp lý trong tầm tiền. Đấy, máy thì có ốp này, có dán, có sạc, có cáp cả nhá. Quý anh chị thích mua về trải nghiệm hoặc dùng rất là hay. Pin cái này là 5.000 nhá, pin 5.000, màn to, pin sâu. Tiếp tục là một sản phẩm đến từ nhà Samsung LG, có tên là LG Green Smart cả nhá. LG Green Smart thì có một cái màn hình là 3:2 này. Nói chung màn hình nhìn khá là sắc nét, cảm ứng người đa điểm cả nhá, cảm ứng đa điểm luôn. Có bàn phím T9 phía dưới, RAM 1, bộ nhớ 4, chạy Android 4.4.4 nhá, thiết kế rất là sang trọng này. Màu đen kết hợp với màu vàng, cảm giác rất là sang trọng và nam tính quý anh chị nhá. Dùng SIM các thứ bên kia gọi bình thường, chạy Android nên là cài những cái ứng dụng Android cũng bình thường luôn cả nhá. Nói chung là cũng không có vấn đề gì phàn nàn cả. Giá con này thì em có thể để cho quý anh chị là 650 nhá, 650 đã có một chiếc LG Win Smart rồi, chạy Android nhé, máy móc thiết kế đẹp nhé, màu đen vàng rất là sang trọng này. Đấy cả nhà xem giúp em nhé, đấy, màu đen vàng rất là sang trọng. Rồi tiếp tục này, hôm nay em sẽ đến với quý anh chị là Note 8 này. Note 8 thì có những chiếc em thu khách luôn, cũng có những chiếc là em lên sau thì em để quý anh chị luôn nhé. Đầu tiên một con này nữa là con thu khách này, con này là S9 Plus quý anh chị nhé. S9 Plus thì có RAM 6, bộ nhớ 64 này. Con này là con máy bản Mỹ, sẽ có là con chip Qualcomm Snapdragon 845 nhé. Con này RAM 6 của 64. Cứ bạn thì màn hình không đốm gì nhưng mà có lưu hình nhé, có lưu hình. Thì ốp này khách khoe là mua là 800.000 quý anh chị nhé. Ốp này khách khoe là mua 800.000. Thì em nói như vậy thì em biết vậy. Lưng là thì lưng đã thay lưng mới cả nhé. Thay lưng mới thì màu rất là đẹp, khá là giống lưng zin. Đấy. Còn về cơ bản thì cam sau là cam kép 12 chấm, cam trước 8 megapixel nhé. Có mống mắt này. Con này chạy chip Snap 845 nhé, RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Về cơ bản thì ngoại hình vẫn còn tương đối này. Con này thì hôm nay màn hình đẹp không lá múa gì. À xin lỗi cả nhà là màn hình không đốm gì, nhưng mà vẫn có lưu hình nhá. Lưu hình rất là nhẹ này. Khách chơi PUBG đấy ạ, nên là có lưu những cái hình cột máu hay là những cái năng lượng ở đây. Đấy, PUBG có lưu này. Chơi PUBG hơi nhiều nên là có lưu hình cả nhà nhá. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì. Về các bạn thì nhìn cái màn hình ở xa xa một chút thì cũng khá là đẹp. Mình nhìn rất là kỹ, dí sát vào thì sẽ thấy rõ cái điểm lưu nhá. Chiếc này em để quý anh chị mức giá là 2.7 triệu đi, 2.7 triệu thôi là có ngay một chiếc S9 Plus rồi. Đấy, tặng úp nhá, dán màn hình và sạc cáp. Tiếp tục Note 8 nào. Note 8 thì hôm nay lên cho quý anh chị một số sản phẩm như sau. Đầu tiên là Note 8, chiếc này với mức giá là 2.4 triệu cả nhá. Email là 9708, RAM 6.64, màn hình 6:3 này. Về cơ bản mặt lưng thì em thấy vẫn còn tương đối là đẹp quý anh chị nhá. Về cơ bản khung viền nữa em thấy cũng còn đẹp. À, email là 9708 nhá, giá 2.4 triệu. Màn hình con này thì em đánh giá là hơi hồng nhẹ cả nhá, hơi hồng nhẹ nhẹ thôi. Có một cái chấm rất là bé trên màn hình ở đây cả nhá, còn màn hình hơi hồng nhẹ. Thì chiếc này có một cái cấu hình RAM 6.64, chip Exynos 8895, nói chung dùng cũng khá là mượt mà nhé. Pin 3300 quý anh chị ạ. Màn hình hơi hồng nhẹ nhẹ này thì nhìn qua video cũng không thấy đúng không ạ? Nhưng mà mình nhìn kỹ thì sẽ thấy thôi, nói chung cũng không vấn đề gì. Về cơ bản thì máy móc ok, có một cái chấm rất là bé thôi. Em để cho quý anh chị giá là 2.4 triệu nhé.
tặng xà cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị. Tiếp tục một chiếc nốt 8 này, chiếc này là em thu khách này, chiếc này thu khách vừa mới thu lúc chiều xong thì em để cho quý anh chị là 2.050.000. Con này thì là nốt 8 này nhá, máy màu lưng màu vàng rất là đẹp này. Khung viền thì em đánh giá cũng còn tương đối đẹp nhá, bên dưới có cấn này, khung viền tổng quan còn tương đối. Màn hình là màn hình 6:3 nhé, cấu hình như nhau thôi. Con này thì màn hình nó cũng tương đối đẹp, có lưu hình nhẹ nhé, có đốm ở đây. Giá là 2 triệu tròn đi, hôm nay em siêu quý anh chị 2 triệu tròn nhé. Vừa thu khách lúc chiều xong, tặng xà cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị. Email nè, xem email này, email điện thoại này là 6184 nhé. Để quý anh chị 2 triệu tròn luôn, nốt 8 Samsung à nhé, 6184. Con màu gold này rất là đẹp cả nhà nhé, có một con duy nhất thôi. Quý anh chị bảo là có một con duy nhất thôi thì em sẽ là em biết ngay là con này. Tiếp tục nè, một sản phẩm nữa đến từ nhà Samsung nhé. Con này giá cũng 2 triệu tròn, email là 3735, RAM 6.64 nhé. Con này thì lưng cũng còn rất là đẹp này, khung viền tổng quan em thấy còn đẹp, cam cũng ok nhé, cam sau cam kép 12 chấm. Cam trước là camera đơn 8MP nhé. Con này thì màn hình có lưu màu và có đốm này nhé. Thì chung là con này thì không thơm bằng con kia, nhưng mà giá thì nó cũng thế. Màn hình có lưu hình như hình này nhé, giá cũng 2 triệu tròn thôi. Một mức giá khá là hợp lý, tặng xà cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị. Bên em thì có ship xe đơn toàn quốc nhé, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Tiếp tục nữa là một sản phẩm đến từ nhà Samsung có tên là Note 8. Con này thì lưng còn rất là đẹp này, kính cũng còn đẹp này nhé. Về các bạn thì màn hình đẹp, không là mố, không có lưu màu gì. Máy móc rất là ok, dùng mượt mà nhé. Cam trước là 8MP này, cam sau 12 chấm cam kép nhé. Có cảm biến mống mắt, gọi là các thứ ok hết. Vân tay một chạm phía sau này, máy móc rất là chắc chắn và đầm. Rồi con này thì màn đẹp không làm mố gì, không có đốm, không lưu gì. Để cho quý anh chị mức giá 3.9 triệu nhé. Phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 256GB. Đây, bộ nhớ là 256GB quý anh chị nhé. Thì cũng thoải mái lưu trữ rồi. Đấy, tặng xà cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Và bên em có ship CD toàn quốc nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Rồi tiếp tục nào, đến một sản phẩm nữa đi. Chiếc này thì là một sản phẩm cũng khá là quen thuộc rồi, sản phẩm Samsung Galaxy A6. Thì A6 phiên bản 2 SIM nhá, hôm nay em xạ quý anh chị mức giá là 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu đã có Samsung A6 rồi. Chiếc này là bản 2 SIM 2 sóng quý anh chị nhá. A6 thì có một cái cấu hình nó cũng khá là ngon. Con này thì em thu khách xong rồi cũng khá là có duyên, dùng để mà làm hotline luôn, nghe gọi mãi không vấn đề gì cả, càng làm càng giao tiền. Đấy thì con này thì sẽ là Samsung A6 này, màn hình là màn 5.6 nhá. Độ phân giải màn hình là HD+. Cam sau là cam chính 16 chấm này, cam trước 16 chấm này nhá. RAM 3 bỏ nhớ 32, cấu hình ok, khá là mượt mà. Màn hình đẹp không mố gì. Con này em để cho quý anh chị là 1.7 triệu nhá, 2 SIM 2 sóng, Samsung A6 tặng ốp lưng cũ nhá. Cho quý anh chị luôn và một bộ sạc cáp cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Máy zin nhá, màn hình zin này, đấy, sáng đẹp không mố gì. Rất là ổn trong tầm tiền. Đấy, tiếp tục là một sản phẩm nữa này. Đây là một sản phẩm S20 của anh chị nhé. S20 5G thì sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865, hỗ trợ 5G, màn hình 6:2, tần số quét 120Hz của anh chị nhé. Nói chung là cam cụm thì ok, không có gì là mà phàn nàn rồi. Màn hình thì đẹp, không ám mố gì nhưng mà bị đốm nhé. 1, 2, 3 này, ba cái đốm này thì quý anh chị mà dùng đốm cái này thì vẫn thấy ok thì nên mua nhé. Còn không thì thôi, mua con khác. Con này giá 3.8 triệu thôi, email là 6234. Dung lượng RAM 12, bộ nhớ 128 nhé. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Thì về cơ bản em thấy tổng quan là cấu hình ngon trong tầm tiền nhé. Con này giá 3.8 triệu, tại sạc cáp ốp giá đầy đủ cho quý anh chị nha. Đấy thì trong tầm tiền này em thấy cũng rất là hợp lý. RAM 12 nhé, bộ nhớ thì cũng cao nữa. Ngoài ra thì chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 thì rất là mượt mà rồi. RAM 12, bộ nhớ 128 này. Đấy, máy móc thì rất là mượt mà, tần số quét màn hình là 120Hz nhé. Màn 6:2, độ phân giải màn hình là 2K của anh chị nha. Đấy, màn đẹp không ngủ ấn gì. Nhưng mà đốm cái này thì thật ra mình nhìn, em đưa mắt em nhìn cũng thấy bình thường. Nó cũng không khó nhìn lắm cả nhà nhé. Chung là cũng rất là ok trong tầm tiền rồi. Tiếp tục nữa là một sản phẩm đến từ Samsung đây. Con này thì bộ nhớ vô biên luôn. Email là gì gì đấy. Note 10 Plus quý anh chị nhé. Note 10 Plus con này thì có một cái cấu hình cao. RAM 12, bộ nhớ 512GB nhé, giá là 4.750. Đầu tiên lưng này, lưng zin còn rất là đẹp vậy nhá, lưng zin còn rất là đẹp. Đấy, không biết là quý anh chị xem có bị lóa không. Khung viền nữa, em thấy là cũng còn tương đối đấy. Nói chung là cũng còn tương đối, có cấn móp nhẹ nhẹ thời gian, nói chung là chấp nhận được vậy nhá. Về cơ bản thì màn hình thì đẹp, không ám mối gì. Để xem phải có lên không nào. Có lên đấy. Vân tay thì thật ra thì tùy chiếc thôi, có chiếc em cài rồi với chiếc không, nhưng mà vân tay 100% có hết. Còn là lỗi vân tay em sẽ báo riêng này nhá. Con này thì màn hình là màn hình 6:8 quý anh chị nhá, màn hình 2K 6:8 đấy ạ. Màn tương đối đẹp nhá, có bị đốm ở góc đây này. Bộ nhớ cao 512GB thì quý anh chị nào thích lưu trữ thì lưu trữ thoải mái. RAM 12, bộ nhớ 512 nhá.
Thì về cơ bản thì Note 10 Plus cũng là một cái dòng khá là nổi tiếng rồi. Nói chung là nhiều quý anh chị biết rồi và cũng như là đã được trải nghiệm rồi. Con này thì ra 12 bộ nhớ thì 2 năm à 5 12 thì là bộ nhớ nó rất là trâu rồi ạ. Là thứ nhất, thứ hai nữa là pin nó cũng khá là trâu, pin là 4.500, 4.300 cả nhá. Pin 4.300 thì dùng rất là thoải mái, có S Pen này, vẽ viết ok hết cả nhá. S Pen thì vẽ viết bình thường hết, nói chung là cũng không có vấn đề gì phàn nàn cả. Bên em bán hàng thì ship COD toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Quý anh chị muốn đặt hàng đến thì trực tiếp qua 0933 600 386 gặp trực tiếp em Huy cả nhé. Em Huy sẽ là người gửi hàng cho quý anh chị cũng như là test hàng lại cho quý anh chị một lượt nữa. Bên em bảo hành 3 tháng lỗi đội trong 10 ngày đầu quý anh chị nha, không tính thời gian vận chuyển. Thì con này có mức giá 4750 cũng là một mức giá hợp lý nhất, tặng sạc cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Tiếp tục nữa là một sản phẩm đến từ nhà Samsung, có tên là Samsung Galaxy S10 5G đi. Con này thì hôm trước có anh Đông anh đặt nhưng mà loay quay anh lại chọn con khác thì em lại lên tiếp cho anh chị đây. Con này thì màn hình nó tương đối là đẹp, không ào múa gì, nhưng mà có một cái chấm bên cạnh cái camera cả nhá. Đấy. Thì về các bạn thì màn này không ào múa gì, mà không có đốm bé bé ở đây thôi cũng không ảnh hưởng gì tại vì nó cũng ở cái góc này thì cũng không ai nhìn. Tiếp tục nữa là màn hình của con này là 6 inch 7, độ phân giải màn hình là 2K cả nhá, 2K cộng. Thì khả năng hiển thị cũng rất là thoải mái rồi. Viên pin là 4.500 nhá, pin rất là trâu, trâu như con bò các bạn nhá, pin 4.500. Lưng con này thì thay mới tương đối là đẹp này nhá. Phần kính ca, phần viền đấy, viền bên ngoài này cũng hơi cấn một chút. Đấy, cả nhà xem qua video đã thấy nhá. Còn lại thì máy móc ok nhá, nghiêm chỉnh hết và dùng full chức năng hết, không vấn đề gì. Khung viền cũng có lấm tấm một thời gian nhá. Con này em để quý anh chị là 3.600.000. Em mở cái email cho quý anh chị dễ hình dung nhá, email là 9483 nhá. Vẫn bảo hành 3 tháng lỗ đội 10 ngày, tặng sạc cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị nhá. Sạc cáp S10 5G thì em vẫn tặng là tặng bộ sạc cáp tiêu chuẩn. Sạc cáp nhanh 18W, 17-18W. Còn ốp lưng thì có rồi, dán màn hình cũng có luôn nhá, tặng luôn cho quý anh chị nhá. Quý anh chị mà không quá coi trọng ngoại hình thì mua con này cũng rất là ok nhá. Rất là hợp lý luôn cả nhà, nếu mà tầm tiền này thì đúng là không có lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục nữa này, con này thì lưng đẹp hơn con kia khá là nhiều. Con này thì email là 8883 nhá, giá 3.500.000 thôi, S10 5G. Thì S10 5G cam sau nó quá bá rồi, cam sau là bộ 3 cam với cam chính là 16 chấm và hai cảm biến 12. Ngoài ra còn có một cảm biến TF 3D nữa. Cam trước là 10 megapixel cũng có cảm biến TF 3D. Cái vân tay con này thì chắc em chưa cài đâu. Tại vì con này chắc là lâu trước bạn test hàng bạn test. Con này thì sẽ có màn hình cũng rất là đẹp nhá, không ngán mối gì, không bị đốm ở đây nhá. Giá rất hấp dẫn cực kỳ là để quý anh chị 3.500.000. Con này dung lượng RAM là 8, bộ nhớ là 256GB nhá. Thật ra nếu mà tầm 3 triệu hơn ấy, tầm 5 triệu trở về cũng không thể qua mắt được mấy con S10 5G này quý anh chị nhá. Tầm 5-7 triệu đi mua máy mới không bao giờ có những bộ nhớ như thế này này, hoặc là những cái màn hình như thế này, trải nghiệm đỉnh cao như thế này, quá là đắt tiền, quá đẳng cấp cả nhá. Nói chung không có gì để phàn nàn cả. Quý anh chị đặt hàng thì em ship COD toàn quốc thôi, nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán. Con này email là 8883, giá là 3.500.000 nhá, S10 5G. Tiếp tục nào, LG Q61 đi. Q61 thì cũng là một sản phẩm khá là thân thuộc rồi. Con này là màn hình 6.5 cả nhá, màn hình là 6.5, độ phân giải màn hình là Full HD Plus. Màn hình thì có một cái đấy, màn hình đẹp không ố ám gì, không lưu hình gì, chỉ là thiết kế khá là đẹp thôi. Ngoài ra còn có một cái giọt nước bé bé bên màn để đựng camera nhá. Chung là màn hình ok, em đánh giá con này tổng quan ok đấy ạ. Pin 4000 mAh, cam sau thì cam chính lên đến 48 chấm nhá, nói chung cam cụm chụp cũng ở mức là ok. Vân tay một chạm phía sau này, màn hình thì tương đối là ok, máy móc thì còn đẹp này nhá, dùng rất là mượt mà so với tầm tiền. Chiếc này em để quý anh chị là 2.200.000 thôi, tặng cho quý anh chị sạc cáp nhanh cho quý anh chị yên tâm sử dụng luôn nhá. Bên em những cái máy cộng sạc Type-C thì em tặng hết sạc cáp nhanh cho quý anh chị nhá, tặng hết sạc cáp nhanh ấy ạ, chứ không phải là tặng sạc cáp vớ vẩn đâu cả nhà nhá, nên quý anh chị cứ yên tâm. Sạc cáp thì là sạc cáp của hãng LG. Con này có RAM 4 này, bộ nhớ là 64GB ạ nhá, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ, nói chung là dùng rất là thoải mái và mượt mà, không có gì để mà phàn nàn cả. Ngoài ra thì con này có bộ cam cũng rất là hầm hố nhá, pin cũng ổn trong tầm tiền, em thấy cũng rất là hợp lý, cũng là một lựa chọn phù hợp. Tiếp tục nữa là một sản phẩm có tên là Samsung Galaxy A8. Con này là Samsung A810S cả nhá. A810S thì nó một thời với lại Z7 Prime, Z7 Pro với cả nhà. Thì nhiều quý anh chị cũng rất là thích con này, em giới thiệu một chút nhá. Con này sẽ có bộ nhớ RAM là 3. Bộ nhớ là 32GB nhá. Em thấy pin cũng nó vẫn còn ok cả nhà, RAM 3, bộ nhớ 32. Pin bụng thì nó vẫn còn ok cả nhá, máy móc thì dùng bình thường, màn hình thì là màn hình zin đẹp cả nhá. Màn hình Super AMOLED 5.7, độ phân giải màn hình là Full HD Plus. Full HD cả nhá. Nói chung là màn hình cũng ngon này,
trong tầm tiền rồi. Ngoài ra thì ngoại hình cũng còn đẹp nhá, máy zin này, cái phần ni lông bọc camera vẫn còn này, nói chung là khá là hiếm trên thị trường đấy ạ. Tặng sạc cáp cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Giá con này là 1,7 triệu thôi. Máy móc thì được thiết kế mỏng nhẹ nhá, full chức năng không lỗi lầm gì cả nhá. Lắp sim là dùng thôi. Đấy, con này là Samsung Galaxy A8 2016 nhé, A810S. Tiếp tục nữa là một sản phẩm đến từ nhà Samsung có tên là Samsung Note 9 nhé. Sản phẩm này em để cho quý anh chị giá là 3450. Đây 3450 cả nhà nhé. Hôm nay thì quay nhiều khi ngược sáng tí, nó hơi lóa một tí, cả nhà thông cảm giúp em nhé. Chiếc này thì ngoại hình còn rất là đẹp này, lưng còn rất là đẹp này nhá. Khung viền thì em thấy là còn đẹp đấy ạ. Khung viền đẹp như mới này. Rất là đẹp luôn đấy. Con này là con máy rất là đẹp. Email là 8191 nhá. Giá 3450 thôi. Lưng cũng còn đẹp như mới cả nhà. Lưng cũng không thấy cái dấu hiệu xước sát gì của thời gian cả. Màn hình thì đẹp, không ngả múa, không lưu màu gì cả nhá. Nhưng mà bị đốm một cái rất là bé bên mép rồi thôi. Đấy, chiếc này giá là 3450 nhá. Note 9 này có một cấu hình ngon rồi. Dung lượng RAM là bao nhiêu ạ? RAM là 6 bộ nhớ 128 nhé. Con chip cũng khá là mượt mà. Màn hình là màn hình 2K quý anh chị nhé. Con này thì cũng có một cái chấm rất là bé ở mép đây. Giá cũng là 3,450 triệu thôi. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128. Quý anh chị thích màu nào thì mua màu đấy. Bút đét pen thì vẽ viết bình thường, chụp ảnh từ xa ok hết cả nhé. Note 9 thì cấu hình ngon rồi. Pin thì là 4000 mAh. Dung lượng RAM sẽ là 6 bộ nhớ là 128. Nói chung là con này em thấy là rất là hợp lý trong tầm tiền. Nếu mà quý anh chị bỏ tầm tiền này ra mà mua những con máy này rất là ok nhé. Tặng sạc cáp ốp dán đầy đủ cho quý anh chị. Dán màn hình có luôn. Cuối cùng là Xiaomi Redmi Note 10 trùm cuối, email là 7181, RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Con này được cái là màn hình OLED rất là đẹp này nhé. Giá thì cũng rất là phải chăng. Em để quý anh chị con này thì hôm nay em để là chỉ là 2,5 triệu thôi, tặng sạc cáp cho quý anh chị nhé. Redmi Note 10 sẽ sở hữu một cái màn hình, nó là màn hình 6.43 inch Full HD Plus. Ngoài ra cam sau cam chính 48 chấm, cam phụ 18 chấm và hai cảm biến 2 megapixel. Chip Snapdragon 7678 mọi nhé. Chơi khá là mượt mà các tựa game hiện tại. Cấu hình RAM ROM cũng rất là đủ dùng. Rồi thì em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đến cuối video. Nếu thấy video hữu ích đừng quên là bấm giúp em một nút like và nút đăng ký để em có thêm động lực ra nhiều sản phẩm nữa. Và ngoài ra thì em xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Đặt hàng đừng quên liên hệ em Huy 0933600386. Em Huy cảm ơn quý anh chị nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại. Bye bye.